Trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách cắt ống tay áo thường không bồng. Và trong video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắt áo tay bồng. Để thực hiện cắt ống tay thường thì bạn sẽ gấp đôi vải. Đây là hai mặt phải của vải vào nhau, đây sẽ là mặt trái. Sau đó thì các bạn sẽ kẻ. Đường sau đó ở đoạn này thì các bạn có thể lấy từ 12 đến 16 phân, có một số người cắt từ khoảng từ 11 đến 13 phân. Tùy các bạn theo sở thích các bạn có thể điều chỉnh. Sau đó ở phần chéo này thì các bạn sẽ đo vòng nách của thân trước cộng vòng nách thân sau. Cái phần vòng cong cong mà các bạn sẽ chừa đường không tính đường chừa đường may, mà các bạn chỉ cộng cái vòng nách thân trước vòng nách thân sau khi mà các bạn vẽ phấn. Chia ra 2 và các bạn có thể cộng thêm 0,5. Thế được đường chéo, sau đó các bạn sẽ chia đôi đoạn này. Thì chúng ta sẽ vẽ đường cong để lát nữa chúng ta sẽ cắt đi để được cái tay của thân trước. Ở đây thì các bạn sẽ vòng cong khoảng 1 cm. Sau đó các bạn sẽ chia cái đoạn này ra làm 3. Ở cái phần 1 phần 3 thứ nhất các bạn vòng khoảng 0,5 đến 0,6 cm. Và khoảng 2 phần 3 thì các bạn sẽ vòng khoảng 2 cm. Đó sẽ là đường mà các bạn sẽ cắt. Đây là đường này, các bạn sẽ cắt theo bút đỏ. Và xuống đây sẽ là độ dài của ống tay. Độ dài của ống tay thì các bạn tùy thích. Các bạn có những bạn thì cắt cầu tay, những bạn thì cắt đến khuỷu tay, và có những bạn thì cắt dưới. Ở đây thì mình sẽ... Sau đó thì đây là sẽ là độ rộng của ống tay ở phía. Sau các bạn sẽ kéo xuống và chừa thêm 1,5 đến 2 cm đường may. Ở phần dưới sẽ là đường gập lên. Tùy nếu như các bạn cắt theo kiểu dạng may cái đường bọc ấy thì các bạn sẽ cần cắt luôn theo cái đường đỏ cũng được, các bạn không thể chừa thêm đường may 2 cm ở dưới. Và các bạn cắt cho mình cái ống tay sẽ hơi chừa ra để các bạn gập lên, hoặc các bạn có thể đánh vắt, đánh vào cong cong vào trong cũng được. Đây các bạn có. Và sau khi các bạn vẽ xong thì các bạn sẽ tiến hành cắt như thế này. Cắt theo cái đường 2 phần 3 thứ nhất, các bạn sẽ cắt vòng 2 cm. Còn phần cong 1 phần 3 thì các bạn vẽ theo cái đường đỏ. Đây là đường 1,5 chừa đường may. Và các bạn sẽ đánh ra để khi các bạn gập lên thì sẽ trùng với cái đường. Còn đối với đường mà các bạn chia đôi để các bạn đánh xuống 1 cm ý, thì các bạn sẽ cắt bỏ đi. Như vậy thì chúng ta sẽ được vòng nách của thân trước. Và hoặc là các bạn cũng có thể để cắt được vòng nách thân trước tay trước ý, thì các bạn có thể cắt giống như các video trước mình đã chia sẻ. Các bạn có thể gập và các bạn lùi khoảng 1 cm, sau đó các bạn cắt cái phần phía sau đi cũng được. Và sau khi cắt xong được một ống tay thì các bạn sẽ úp hai cái mặt phải của vải vào nhau. Và sau đó các bạn có thể dùng phấn để các bạn vẽ theo. Hoặc là các bạn có thể nếu như vải im và các bạn đặt được im phẳng thì các bạn có thể cắt luôn theo cái đường mà các bạn không cần vẽ thêm cái đường này nữa. Các bạn lưu ý là đây nó sẽ là mặt trước, thì đây cũng sẽ là mặt trước. Các bạn phải đánh dấu như vậy để khi tra tay vào không bị nhầm. Và như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách mà mình cắt ống tay của áo. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như đóng góp của các bạn. Hãy ấn like, đăng ký kênh và sẽ chia sẻ để
mọi người có thể cùng nhau học tập. Và như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cách cắt xong ống tay của áo, và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Chúc các bạn thành công!